Ông bán hàng mà cứ thơ với thẩn, rách hết cả việc, nghe chối cái lỗ tai. Cả đời tôi chả có thơ với thẩn gì cả. Xin thưa tới quý vị và các bạn, trước giờ cơm cháo thì cũng làm cái video để thưa tới mọi người, mong mọi người thông cảm cho. Có một người điện cho mình bảo như thế là xem video của mình định mua băng đài. Thế nhưng mà thôi không mua nữa, vì cái nguyên nhân là mình giới thiệu băng cassette ấy, rồi giới thiệu đài cassette thì để trong cái video có những cái video lại cứ nói thơ. Thế mà thượng đế này thì không ưng cái bụng về cái vấn đề được giới thiệu sản phẩm là cứ cứ thơ với văn, rách hết cả việc. Thượng đế bảo cả đời tôi chả có thơ thẩn gì cả. Tôi xem video của ông tôi định mua nhưng mà thôi chối tỉ lắm, không có thơ thẩn gì, tôi mua chỗ khác. Thì vui vẻ thôi, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Cổ nhân đúc kết là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường, không có gì cả. Đấy. Chỉ có cái điều ấy là làm video để quý vị và các bạn cũng biết được và cũng thông cảm cho nông dân Khang. Nông dân Khang trong video làm hàng ngày giới thiệu đài với băng cassette cũng muốn nói lời của thánh nhân, cũng muốn nói lời của hiền nhân nhá. Đấy, cũng muốn nói lời làm sao mà để nó lọt cái lỗ tai quý vị và các bạn. Thế nhưng mà biết làm thế nào được. Mình là nông dân cũng phấn đấu mãi rồi, cố gắng mãi rồi, mong muốn nhưng nó vẫn chưa đạt được nhá. Nó chưa đạt được. Chứ ai chả mong muốn coi như thế là nói lời hay ý đẹp, nhả ngọc phun châu, nói lời để cho người ta coi như là nghe người ta sướng cái lỗ tai. Thế nhưng mình mong muốn mãi mà bây giờ vẫn chưa đạt được thì biết làm thế nào, đúng không ạ? Đấy, mình là nông dân văn rốt võ rát, chữ bẻ đôi chả biết. Thế nên giới thiệu đài với băng cassette là nhiều khi là bí quá, chả biết nói câu gì thì lại làm tí thơ thì cho nó đỡ bí nhá. Đấy thì trong video giới thiệu đài với băng cassette mà có những cái vần thơ này nọ thì quý vị và các bạn một lần nữa cũng thông cảm cho nông dân nhá. Đấy, nông dân cũng, cũng muốn nói lời hay ý đẹp lắm. Lời nói chẳng mất tiền mua mà, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cũng muốn nói lời hay ý đẹp để vừa lòng nhau nhưng biết làm thế nào được. Mình là nông dân cũng mong muốn lắm. Nhưng mà trong video thì lời ăn tiếng nói nó vẫn còn có như thế là thô kệch, nó chưa lọt lỗ tai. Và đặc biệt là trong video lại thi thoảng lại có tí thơ. Thì đấy là những cái lúc mà nó bí đấy. Xin thưa tới quý vị và các bạn, những lúc bí thì chả biết làm thế nào cả. Thì thôi làm tí thơ vào cho nó đỡ bí. Thì một lần nữa thì mong quý vị và các bạn cũng thông cảm cho nông dân Khang nha. Đấy. Đúng ra nếu như không giới thiệu sản phẩm mà không có tí thơ văn ở đấy thì là bán được hàng đấy. Về là bán được hàng đấy, là có thóc ăn đấy. Đấy. Thế nhưng mà vì lý do là Thượng Đế bảo cả đời tôi chả có thơ thần gì. Ông bán đài mà ông giới thiệu ông lại còn thơ mới thẩn nữa, rách kết cả việc, tôi không mua nữa, tôi mua chỗ khác đấy. Thôi nhưng biết làm thế nào được, biết làm thế nào được, mình nó là như thế thì biết làm thế nào được, cũng từ từ thì mới gì được, từ từ thì mới thay đổi được. Thế nhưng mà chả biết kiếp này có thay đổi được không, ở cái chỗ là cũng mong muốn là lời ăn tiếng nói để mọi người nghe ưng cái lỗ tai, sướng cái lỗ nhĩ, cũng muốn nói lời của thánh nhân, cũng muốn nói lời lời hay ý đẹp, nôm na ngắn gọn lại là như vậy. Thế nhưng mà khả năng nó hạn chế, nó bị hạn chế, không biết là mong muốn kiếp này có nói được lời hay ý đẹp không, thì vẫn cứ mong muốn, vẫn cứ phấn đấu. Nhưng mà hiện tại thời điểm này thì trong video làm lên hàng ngày lời ăn tiếng nói thì nó cũng vẫn chưa được lọt cái lỗ tai, nó cũng chưa được nói những cái lời hay ý đẹp, nó cũng chưa nói được những cái lời để cho người khác người ta cảm thấy sướng cái lỗ tai. Thì một lần nữa mong quý vị và các bạn thông cảm cho nông dân văn rốt võ rát. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.